có ông tây nhà vô thì ra hỏi đi. Mà con mới bước tới chưa tới cái bàn của anh nhìn lại, anh nhìn con xong rồi cho ăn một ly nước chanh ít đường. Cho ăn một ly nước chanh ít đường. Là tối đó là con cũng trưng diện đồ lên, mặc đồ đẹp xong đi giày cao gót các thứ. Con chưa anh đến đón con, đưa đi con đi chơi. Thế anh tới anh cũng mang bộ đồ giống như hồi chiều. Anh cũng mang con ngắn áo bolero với xe 67. Con nói tiệt cha rồi, chứ mình mang đồ đẹp đi rồi đi giày cao gót nữa. Mà cái xe 67 thì nó nhỏ ấy. Sau đó là con nói thôi kệ đi. Con vén váy lên xong con ngồi bắt chân ngang quá. Xong anh đang chờ con đi. Ăn được tất cả món Việt Nam không? Có một con mà anh không ăn được. Chỉ có con bù lon. Con bù lon. Con bù lon là con ốc bù lon. Dạ con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Thị Minh Hằng, năm nay con 27 tuổi. Hiện con đang làm một chủ một nhà hàng ở Huế có tên là Imperial Craft Beer. Và hiện tại hai vợ chồng con là cũng tự sản xuất bia và nấu một số món ăn của nước ngoài là dạng Western food. Hai vợ chồng vào đây từ khi nào? Dạ vào hôm qua. What's your name? My name is Sean. Do you speak in Vietnamese? Dạ em biết sơ sơ. Dạ em biết sơ sơ. Are you interviewed by Vietnamese? Dạ em cũng nói tiếng Việt ở nhà như bình thường. Trời ơi. Hôm nay em phải giả đò để làm cho anh Thuận bất ngờ. Trời ơi. Nhưng mà hơi anh không ngã xuống. Thấy không? Dạ. Con đó là thật ra. Con đó là thật ra. Mà chú Thuận té ghế về rất là vui. Tức là Son rất là thích những cái cú té của tôi đúng không? Dạ. Nhưng mà tôi không hề thích bởi vì tôi có tuổi. Và anh cũng có tên tiếng Việt là Dũng. Ủa nhưng mà Son là người nước nào? Dạ em là người Mỹ. Son năm nay là bao nhiêu tuổi? Dạ em sinh năm 87. 37 rồi. Năm nay 37 tuổi. Trẻ như vậy trời. Dạ. Mém kêu anh chết luôn rồi. Là Son ở bang nào? Dạ mà bang Cali chị. Mà em cũng sang Việt Nam lâu rồi, 15 năm rồi. Nghe bởi vậy Son nói tiếng Việt quá là good luôn á. Dạ. Bây giờ mình vào cái vụ kia đi. Dạ. Đó. Thì cách đây khoảng 7 năm về trước là con đang làm việc trong một quán cà phê, con làm thêm. Làm việc với em gái của con nữa. Chồng con anh Dũng lúc đấy là anh đang đi kiểm tra IELTS. Ngay chỗ trường Đại học Duy Tấn, Đà Nẵng. Mỗi 6 người sẽ được nghỉ 10 hoặc 15 phút. Thì anh ra ngoài quán cà phê chỗ con làm việc để uống cà phê nghỉ giải lao vậy đó. Hai chị em làm chung nhưng mà lâu giờ cũng chưa gặp khách Tây nào hết. Thì lúc đấy thấy một anh Tây thì con cũng có biết sơ sơ, nói chung tiếng Anh biết sơ sơ thôi. Thì em con bảo là chị ơi có ông Tây nào vô thì ra hỏi đi. Mà con mới bước tới chưa tới cái bàn của anh, anh nhìn lại, anh nhìn con xong rồi cho ăn một ly nước chanh ít đường. Cho ăn một ly nước chanh ít đường. Con kiểu lúc đó con kiểu y như nãy nãy y như là thì con cũng vào mang ly nước chanh ra cho anh. Em gái của con giòn ban ấy, anh mới hỏi là em làm việc ở đây lâu chưa, hỏi mấy câu kiểu hỏi vài câu vậy đó. Xong rồi em con mới nói là em làm việc ở đây được chừng nửa tháng rồi. Xong hỏi là rồi em có bạn trai chưa. Hỏi em gái của con trước ấy. Xong là em gái của con nói là em có bạn trai rồi nhưng mà em có chị gái mới chia tay bạn trai có được không? Thì anh bắt đầu anh kêu đáng lại chiếc xe bên này bằng nguyên anh quẹo qua bên con. quẹo lửa đó. Tình em tình em mà duyên chị mà, em mà duyên chị tình em mà xỉa qua chị luôn đó, đáng chịu. Em cũng chọc em là nhớ nè anh đã tán em trước nha. Đó thì tình em mà duyên chị đó. Cái lần đầu tiên mà mình nhìn bạn này nè, dạ có ấn tượng gì dạ có cả hai chị em làm việc chăm chỉ. Em lúc đó thì em cũng xin số điện thoại của Hằng. Thì... Nhưng mà chị hỏi em nè, thế tại sao lúc mà Hằng bưng nước chanh ra em không hỏi thăm Hằng mà em lại để Hằng vô rồi xong em lại hỏi thăm em của Hằng? Vì em phải thưởng thức ly nước một xí đã. Với lại là Dũng để ý nhỏ em chứ. Bởi vậy mới nói. Giống như kiểu là có cái cơ hội để bắt chuyện với em gái trước. Lúc đó bước vô là Dũng đã quen được bao nhiêu cô gái Việt Nam rồi? Chắc là 2-3 đứa thôi. Quen 2-3 cô nhưng mà bị trạp. Không thật tha tình yêu, giống như là chị lợi dụng thôi. Mỗi tháng ba phải cung cấp cho chị là 5 triệu đúng không? Để mình có thể đi xe của chị. Còn không thì lúc đó em có xe máy mà không đẹp. Bà nó không chịu đi xe của em. Đi hẹn hò thì một tuần hình như 2 lần. Nhưng mỗi lần là phải đi xe của chị bé đó. Còn hàng tháng là phải đi. Một tuần mình có thể gặp nhau 2 lần. Mà nếu mà anh muốn gặp em nhiều hơn cho em thêm tiền. Cho em thêm tiền. Wow. Từ khi mà em gặp Hằng thì em thấy Hằng không bao giờ quan tâm về vật chất, về tiền, về những vấn đề đó. Khi mà em qua quán cà phê thì em xin số điện thoại và Hằng không cho, phải quay lại để uống cà phê lần thứ hai. Em được xin số lần nữa, Hằng mới cho. Không phải đó... vì hồi nào giờ con không có quen Tây, con không biết Tây như thế nào. Vì con nghe là Tây là ghê lắm, Tây là hoang, Tây là như này như kia. Thì con kiểu không tin lắm ấy. Kiểu anh này anh mặc đồ đẹp trai xong đi giày các kiểu sơ mi kiểu nhìn bóng loáng nhưng kiểu cũng là dân chân chơi. Nên con sợ thì nói nếu mình phải thử sức ông này một tí chứ mình không thể dễ mà mình đưa điện thoại cho số điện thoại cho ông này được. Con nói anh bảo là anh mời em đi uống cà phê được không,
Xong con mới nói là Thủy họ bán cà phê thì tới đây mà uống chứ đang đưa đi chỗ khác. Nhưng mà lần đầu xin không cho, lần hai cho. Dạ lần hai cho, bởi vì là lần thứ hai lúc mà anh qua chỗ quán cà phê của con ấy là anh mang quần short, áo ba lô với lại anh đi xe 67 bình dân mộc mạc. Bao lâu thì Dũng chinh phục được bạn này? Sau 3 ngày anh quay lại, con cho anh số điện thoại ấy. Là tối đó là con cũng trưng diện đồ lên, mặc đồ đẹp, xong đi giày cao gót các thứ. Con chờ anh đến đón con, đưa đi con đi chơi. Cái anh tới, anh cũng mang bộ đồ giống như hồi chiều. Anh cũng mang con ngắn áo ba lô với đi xe 67. Con nói chết cha rồi, chứ mình mang đồ đẹp đi rồi đi giày cao gót nữa, mà cái xe 67 thì nó nhỏ ấy. Sau đó là con nói thôi kệ đi, con vén váy lên, xong con ngồi bắt chân ngang quá. Xong anh đang chờ con đi. Cái con cũng nghĩ là hẹn hò thì sẽ chọn chỗ nào đó kiểu nice, kiểu lãng mạn hay đẹp đẽ hay là kiểu lịch sự. Không chả đi đâu. Đưa con tới một cái quán ở trên đường ông ấy Khiêm Đà Nẵng. Một cái quán nhậu bình dân vỉa hè. Mà coi như là con chưng đồ rất là lồng lầy và già vụ. Hai người vẫn vào xong ngồi xuống nói chuyện, hỏi thăm về gia đình anh, gia đình em, nói chuyện kiểu ăn cái gì bây giờ. Lòng lề đường là hôm đó là con thưởng thức món gì? Không, con thưởng thức anh thôi. Rồi. Ủa, hai đứa ngồi không ăn uống gì luôn? Kêu mày món mà anh nhiều món lạ lạ. Món gì đâu Dũng ăn được những món gì ở Việt Nam? Ăn được tất cả món Việt Nam luôn. Có một con mà anh không ăn được. Chỉ có con bù lon. Con bù lon. Con bù lon là con ốc bù lon là chưa ăn thôi. Em không dám thử. Con bù lon trong xe đúng không? Dạ, đúng rồi. Ăn xong rồi về có thưởng thức ảnh không? Dạ không. Không, đến buổi thứ ba thì mới thưởng thức. Buổi thứ ba đi đâu? Buổi đầu tiên là mình đi nhậu, buổi thứ hai là mình đi chỗ khác em cũng không nhớ. Buổi thứ hai là anh dẫn em cùng đi ăn, sau đó anh dẫn em xuống biển. Dần con xuống biển kiểu đi dạo. Lúc mà hai người kiểu ngồi ghế trên bãi biển ấy thì đang ngồi thế này thì anh chuẩn bị tấn công con là hôn con ấy. Cái anh bảo vệ tới cho anh xin 20. Thế là không làm được cái gì luôn. Thực mốt luôn. Nên lần thứ ba em phải siêng hơn, em phải lo xa. Đi đâu? Mình đi Hội An. Em phải đặt khách sạn. Nhưng mà không có đường để về. Nhưng mà đi xe máy hả? Hay là đi xe máy nhưng mà mình ở qua đêm. Sao? Thì mình đi dạo vào phố cổ. Mình cũng qua quán của bạn em. Về khách sạn làm thủ tục. Coi như là thưởng thức sesame đồ này kia đúng không? Dạ. Cá sống đồ đó. Nhưng mà lúc đó thì em á là đã là yêu ảnh rất là em nhiều thích chưa? Rồi em rất là mới thích rồi đúng không? Dạ thích lắm. Mà rồi. Còn Dũng thì sao, đã yêu cổ chưa? Dạ chưa, còn tình yêu là đến sau nữa. Qua thứ hai là có về nhà anh ngủ, nhưng mà anh này tấy, con nghe tấy là hoang đúng không, nhưng mà anh này kiểu rất là đàng hoàng. Ngày đầu tiên là anh cố gắng để anh sờ vào vai của con, nhưng mà con lại xịt ra thì anh lại không cố gắng để sờ con nữa. Anh kiểu tôn trọng. Còn lần thứ hai là con nói giờ trò em gần đóng thì em phải về, nói thôi đi qua nhà anh ngủ, nhưng mà cũng hôn nhau, nhưng mà anh cũng cố gắng kiểu để gần gũi hơn, thân mật hơn. Nhưng mà con kiểu con chưa sẵn sàng. Thì anh này cũng như vậy thôi, anh chỉ tôn trọng con. Nhưng mà lần thứ ba đi xa nó không có cơ hội nữa. Nhưng mà nói thật là con cũng thích anh này quá rồi thì whatever luôn. Nghĩa là sau khi các bạn thưởng thức nhau rồi thì có tiếp tục, coi nghĩa là có về sống chung với nhau, sống thử với nhau không? Dạ chưa, vẫn mất một thời gian nữa. Lúc đó thì em đang có một ban nhạc, thì mình cũng đi phượt, mình lên đường để chơi bên Đà Lạt, bên Mũi Né, bên Sài Gòn nữa. Và diễn cuối cùng là bên Đà Lạt. Lúc đó em nói với Hằng là em không muốn bay vào đây để đi Đà Lạt chơi xíu không? Ok. Sau hai tháng bọn con quen nhau thì anh có cái tour đi, anh cũng chơi guitar bass, anh cũng có band nhạc để chơi. Con biết tại sao? Con kiểu là con nhớ anh dễ sợ lắm. Anh kiểu nhắn tin rất là ít. Con cũng biết là anh này có thích mình thật hay không nữa. Em đang bận. Thì anh đang bận thì em tôn trọng cái thời gian đó quá, nhưng mà em viết tốt. Dạ. Em viết tốt không? Dạ em biết viết chị. Viết ok đúng không? Có đủ dấu mọi thứ. Nhưng mà lười nhắn tin phải không Dũng? Hay là do anh đang bận, anh tập trung vào việc ấy. Khi con quen bạn trai người Việt Nam thì họ nhắn tin cả ngày, có khi gọi điện rất là nhiều. Nhưng mà anh này kiểu anh nhắn tin rất là ít. Nhưng mà sau anh lại đề nghị con là em có muốn bay vào Đà Lạt chơi không? Thì cũng là lần đầu tiên con đi máy bay luôn, bay từ Đà Nẵng vào Đà Lạt. Con xuống xe taxi, anh ôm con, anh hôn con, sau anh dắt con lên phòng. Sau anh nói với con là xa em chỉ 12 tuần thôi, nhưng mà anh nhớ em rất là nhiều. Và anh biết được trái tim của anh rồi, anh yêu em. Lúc đó mới xác định là yêu nhau. Nói là con yêu anh. Hiện tại là các bạn đã, có nghĩa là em và Dũng đã ở với nhau là một đứa đúng không? Dạ, một bé 4 tuổi rưỡi ạ. Vậy thì trong suốt cái quá trình mà các bạn ở với nhau như vậy thì không biết là có những cái tật xấu gì của Dũng không? Chị heo. Còn chi nữa, anh đã sửa lại nhiều cái. Anh thả khí lắm. Thả khí đi ngoài đường thì không chi, mà cứ về nhà là thả khí. Hỏi tay đang mang ngay thả khí thủy em không chịu được. Thì anh mới bảo là
tại vì anh sợ em nhớ anh quá. Cho nên phải thả khí. Hoặc là anh không có trau chuốt về bên ngoài. Giống như hôm nay lấy cái áo này là con phải mua cho anh không bao giờ kiểu không tại vì lúc mà quen con là mà một cái quần sọt với cái áo ba lỗ kiểu rất là bình rất là bình dân thường, đúng không? Cao rấu là con phải nhắc anh cao rấu đi nhìn cho đẹp trai ra dạng ông chủ Dũng với lại Dũng sợ là rất là vô tư. Em không bao giờ thích phải thể hiện gì đó cho người ta đánh là giá về em. Em không quan tâm. Hay là Dũng có cái ý là nhiều khi mình tút tát mình đẹp quá rồi mấy cô là thích mình là sao? Bởi vì nhiều lúc nếu mà em mặc áo mà quá đẹp quá lịch sự thì vợ em cũng nói ờ anh mặc áo đi đứa là em sợ. Không, con trả đo bởi vì con thích quá. Sợ là anh mặc áo đó mà ra ngoài đường thì nhiều con sẽ mấy cô ở Huế đó để ý là sao nên là anh giảm bớt lại xíu. Vậy giờ con muốn Dũng thay đổi một cái điều gì? Con muốn anh gọn gàng hơn, để ý về bên ngoài hơn. Tới Dũng đó. Cô ấy có những tật xấu gì? Bây giờ là dễ gì dám kể, bây giờ chỉ muốn mong thay đổi thôi. Ai cũng có, ai cũng có. Vợ em thì hơi nóng tính. Nóng tính. Khi mà khi mà hai người cãi nhau thì vợ em cũng dễ tức lên, hoặc là khi mình gặp một vấn đề nhỏ xíu với em là một cái cũng dễ giải quyết. Nhưng mà vợ em thì sẽ nổ lên, trong khi em thấy nếu mình cứ bình tĩnh, mình cứ phân tích chậm chậm thôi, mình có giải pháp đơn giản, chỉ cần dừng lại thở 5 giây rồi mình tìm ra một giải pháp. Anh cũng làm cho con kiểu từ sửa bản thân mình rất là nhiều. Như vậy thì Dũng còn muốn vợ mình thay đổi điều gì để cho cổ hoàn hảo không? Có cần thay đổi điều gì để mà cho cổ perfect hơn? Anh thấy vợ em hoàn hảo rồi. Anh thấy vợ em hoàn hảo rồi. Không cần. Thì không cần. Tức là không cần thay đổi gì. Làm bớt nóng tính là em vui rồi đó. Em không yêu cầu gì. Không cần điều chỉnh. Thấy ông rất tinh tế không? Không cần điều chỉnh gì hết, chỉ cần bớt nóng tính thôi. Bớt nóng tính thôi. Thôi cảm ơn em. Quá đẹp. Quá gợi cảm luôn. Chú rể em có thấy vậy không? Dạ có ạ. Hai em giới thiệu cho mình đi. Em tên là Trang, 26 tuổi, là nhân viên PR. Em là người gì? Dạ em là người Huế. À, còn em? Dạ em tên là Thịnh, hiện đang là nhân viên của một công ty truyền thông, 28 tuổi. Một người làm PR, còn một người làm truyền thông thì chắc có lẽ là gặp nhau trong một sự kiện nào đó rồi quen nhau đúng không? Dạ không, thực ra là hai đứa quen nhau là do mai mối. Là một mối quan hệ nó hơi lằng nhằng một chút xíu. Là chị giấu hụt người yêu cũ của em là đồng nghiệp cũ của anh này. Chị đó gửi hình qua cho em. Lúc đầu thì nói là bé này đang buồn thì cứ làm quen với bé này đi. Cũng dễ thương lắm. Sau khi nhắn tin một hồi thì 3 ngày sau bắt đầu gặp nhau. Gặp nhau thì hẹn đi ăn trưa rồi. Có ngất ngây với vẻ đẹp với vẻ đẹp của chàng trai này không? Hồi đó ảnh không có cắt tóc ngắn như vậy đâu, lúc đó ảnh tóc dài, lãng tử lắm. Thì mới gặp thì nó cũng đẹp trai. Nói chung là cũng đẹp trai, đeo kính đen nhìn cũng giống lãng tử lắm thì thấy cũng hay hay. Còn em? Em thì ấn tượng đầu tiên thì khi mà nhìn thấy vợ ở ngoài thì có vẻ là hình nó không có bị lừa tình. Là có vẻ là hình thật. Chân thật. Dạ, không có qua xử lý Photoshop. Em là cưa cẩm cô này trước đúng chưa? Dạ. Đến bao lâu thì mới đổ? Khoảng 3 ngày. Lâu dữ thật. 3 ngày thì bắt đầu là gặp nhau, rồi bao lâu rồi cưới nhau? Dạ 3 tháng. Ghê chưa? Cũng lâu. Không biết là quý vị có thấy là khổ quyết định cưới như vậy là có sớm không ta? Có nhanh không? Mà nhanh như vậy thì chắc có lẽ là không biết là lý do gì. Dạ. Có khi nào bác sĩ kêu cưới không? Dạ thì nguyên nhân cưới của hai đứa này nó cũng rất là đơn giản. Tại vì có người là nói xấu về vợ với em, rồi nói xấu về em với vợ. Đó là có người phá. Nội bà này là thôi chứ con rơi con rớt tùm lum các kiểu. Rồi quen bao nhiêu cô rồi hết quen em chị rồi tùm lum các kiểu đấy. Thế là xong cái một hồi em nghe em nói là thôi thì em mới nói chị đó là thôi thì trước đây ai cũng có quá khứ hết á. Em cũng trước đây cũng quen nhiều người mà. Thôi nhưng mà quan trọng là hiện tại như thế nào. Thế là xong cũng nói tới nó luôn một hồi. Cái xong em mới bực mình quá. Xong cái ông xã em mới kêu thôi nhiều chuyện quá thôi cưỡi đi cho khỏi nổi nữa. Như vậy là tụi em yêu nhau nhanh nhưng mà vượt qua khó khăn cũng nhiều để đến với nhau đúng không? Dạ. Như vậy chắc là khi lấy nhau rồi là hiểu nhau nhiều và hạnh phúc nhiều đúng không? Lúc mà quen á thì em thấy ảnh là thứ nhất là rất là tỉ mỉ, thứ hai là rất là quan tâm, rồi cũng biết suy nghĩ. Cưới về xong cái mình đổ vỡ hình tượng luôn. Vừa vô tâm, vừa ham chơi, vừa trẻ con. Bây giờ hai con em được bao nhiêu tháng rồi? Dạ 6 tháng rồi. 6 tháng rồi? Dạ. Thì là hai vợ chồng có gây gỗ nhau? Dạ có gây hoài luôn á. Giờ có đang gây không? Dạ vẫn đang gây. Sáng nay mới gây xong luôn. Trời ơi. Gây hoài vậy đó hả? Dạ. Anh muốn hỏi gây nhà chuyện gì? Có phải là gây về chuyện tham gia chương trình này không? Dạ 5 giờ sáng thì vợ kêu dậy để chở vợ đi trang điểm. Mà trong khi quay thì tới trưa mới quay, nhưng mà sáng thì đi sớm quá. Mà chìa khóa nhà thì em không có giữ. Chìa khóa thì do ba mẹ giữ, mà lúc đó xuống thì ba mẹ còn đang ngủ.
thế là không có dám gọi, mới nói thôi để đi chút, chừng nào ba mẹ dậy rồi anh chở em đi sau, nếu mà chỗ này không được thì trang định chỗ khác cũng được. Thế là giận em rồi bỏ lên lầu rồi không nói chuyện với em. Mà vậy thôi mà gây lộn đó hả? Hai chồng làm què trước đi, rồi hào hồi phân giải chuyện tiếp theo. Okay. Không, tại vì là xích mích nhiều chuyện từ trước nên càng không. Chuyện hồi sáng đó là em được bồi thêm nữa. Chị Đương nói cái việc hồi sáng, đó. Chị Đương nói mình dứt dạt cho việc hồi sáng, giống như có một cái mục mà mục bọc á. Được cái này nặng trước đi, nặng rồi á, mười mấy hai chục cái sau tính tiếp. Dạ. Đúng không? Ok. Dạ. Thấy chưa? Đó, thấy không? Hồi nãy em cứ nói là em thực ra là có nhiều cái chuyện bực bội trước đây nữa. Tức là trước đây cũng đã gây gỗ nhiều chuyện rồi đúng không? Dạ, nói chung là gây nhiều lắm ạ. Khi hai vợ chồng tiến với nhau, đến với nhau thì cái khoảng thời gian nó hơi nhanh, nên là chưa có tìm hiểu kỹ, nên là khi mà về chung sống thì nó có những cái xích mích cứ năm ba bữa mà đôi khi cứ cãi nhau hoài. Thực sự em cũng chị hỏi em nha, chị hỏi Thịnh nha. Dạ. Cô nó hơi thiếu tế nhị một chút, có khi nào em bực mà em đánh vợ em chưa? Dạ thật sự ra là có. Trong trường hợp nào? Ba lần. Mà thường là trong trường hợp nào? Lần đầu tiên thì là khi mà em đi du lịch với công ty á, thì có chụp hình với lại mấy đồng nghiệp trong công ty á, thì mọi người hay chụp hình rồi gần nhau rồi này nọ, thì đánh là vì ghen, vì vợ em ghen thì đó. Dạ lần đầu tiên thì là vợ ghen, là vợ ghen. Nên mà khi mà giải thích thì không được, thì bắt đầu là tính em á, mà khi em bực á thì em sẽ không cãi, em sẽ đi ra ngoài đi đâu đó để em giải tỏa tâm lý em, xong rồi khi đó về em mới giải quyết công việc, chứ em không giải quyết khi lúc em đang nóng. Nhưng mà khi mà em đang nóng thì vợ cứ đứng mà cãi với em thì là em không kiểm soát được cái bản không kiểm soát được. Chị hỏi tiếp nè, rồi cái lần thứ nhì đánh là lý do gì? Lần thứ nhì thì là trong cái mâu thuẫn mà về nuôi bé nhỏ, bé con về, em về nuôi bé. Rồi lần thứ ba hai vợ chồng cãi nhau bình thường, một cái vấn đề rất là nhỏ thôi, rồi xong rồi giống như là những cái mà chất chứa lâu quá trong đó bắt đầu hai vợ chồng bùng phát lên, rồi cái dẫn đến lần thứ ba. Là đó là một cái lý do mà mơ hồ đúng không? Dạ. Bây giờ chị hỏi nè, thì cái cảm giác của em sau khi mà chồng em đánh em ra là sao? Thất vọng, khi đó là em muốn hủy hôn luôn. Rồi cái lần đánh thứ nhì sao, cái cảm giác của em sao? Lần đánh thứ nhì thì bắt đầu lúc đầu là giống như tính tưởng 10 phần 10 phần, sau đánh lần 1 còn 8 phần, tới đánh lần 2 còn được 3 phần. Rồi lần 3? Lần 3 chứ còn phần. Không còn cái gì luôn. Bản thân em đã viết đơn ly hôn rồi, em cũng đã kỹ rồi, và chỉ còn là xác định là đưa cho anh thôi. Nhưng mà tính em thì em hay nghĩ lại, em cũng suy nghĩ là vì con em là con quá nhỏ, rồi ba mẹ cũng đã đổ vỡ rồi, rồi em cũng hy vọng là không tốt để mình thì thôi tốt để con mình cũng được. Thì đó là cái suy nghĩ của em mà để bệnh con sống cho tới bây giờ. Thử ngày hôm nay tụi em nghĩ sao mà tụi em lại tham dự chương trình này? Thực khi mà cái đơn ly hôn đã viết rồi, đã ký rồi. Em cũng biết là cái mà khúc mắc giữa em và anh đó là do hai người chưa thực sự mở lòng ra để mà nói thẳng được hết tất cả mọi chuyện. Thôi thì xem như đây là một cái cơ hội để mình có thể nói hết tất cả những cái khúc mắc của mình, để nếu như mà thực sự có thể hiểu để mà giải quyết được, thì có như đó là vẫn còn một cái gì đó là hy vọng cuộc hôn nhân của mình. Còn nếu như mà sau khi mà đã nói hết rồi mà vẫn không giải quyết được thì xem như là tới đó là hết rồi. Thế còn Thịnh, hôm nay em đến với chương trình này thì em muốn nói gì với vợ? Thì em muốn là vợ nói nhiều hơn về cái suy nghĩ của mình. Tại vì thật sự ra khoảng thời gian lâu rồi hai vợ chồng em không có thời gian mà để ngồi mà để thật sự nói chuyện trao đổi với nhau. Không có thời gian là do công việc hay là không phải là do công việc, nó là do chiến tranh lạnh, nên là chưa có quan hệ, chưa có được mở ra. Nên là em muốn thông qua chương trình này thì để cho vợ có một cơ hội để trình bày, giải bày cái nỗi lòng của mình nhiều hơn. Và bản thân em cũng sẽ lắng nghe nhiều hơn. Nên là thông qua chương trình này em muốn là hai vợ chồng sẽ giải quyết được những cái mâu thuẫn trước đây cũng như là bây giờ, để cái cuộc sống tương lai nó tốt hơn. Em có muốn ly dị không? Thật sự là không muốn. Em không muốn đúng không? Dạ. Chị cũng cảm nhận là em không hề muốn điều đó. Còn em á, mặc dù em viết đơn đó, nhưng mà em cũng muốn cái điều đó không xảy ra, nhưng không phải vì cho em, mà muốn vì cho con em. Dạ đúng rồi. Chị thấy vậy nè em, Thịnh, bây giờ cái người quyết định á là em chứ không phải vợ em đâu. Tại vì như vậy nè Thịnh, chị là phụ nữ, chị hiểu được cái tâm trạng của một người phụ nữ khi mà bị chồng đánh á, đúng là tình yêu không còn. Mà hơn nữa lại đây là trong vòng thời gian có 6 tháng sau sinh rồi. Cái người phụ nữ á, thời gian mang bầu thay đổi tính cách, thay đổi về tất cả mọi chuyện. Bởi vì sao? Cái sinh lý nó thay đổi đúng không? Nhưng khi sanh rồi á, cái tâm sinh lý nó còn thay đổi dữ hơn nữa. Bởi vì người ta mới nói có cái chuyện hậu sản đó Thịnh. Dạ. Đó cho nên rằng trong 6 tháng đó mà vợ em chịu đựng nhiều những cái cảm xúc và nhiều những cái mà ức chế như vậy á, vợ em vượt qua được là vợ em quá hay. Chứ chị là dở hơn em nhiều. Thế thì chị nói với em, khi mà em đã bước chân đến đây thì chị nghĩ rằng em cứ nói hết những cái gì với chồng em, đừng là chiến tranh lạnh nữa. Chị nghĩ rằng là em không muốn làm điều đó đâu. Em ức quá, em không chịu nổi áp lực đó nữa thì em phải làm điều đó thôi. Nhưng mà trong sâu thẳm của em không muốn điều đó, mà chị cũng không hề muốn điều đó, cũng giống như chồng em cũng không hề muốn điều đó. Chồng em chỉ bị một cái duy nhất,
là nóng tính quá, không kềm hãm được cái nóng tính của mình. Nhưng cái dở của em là như vậy, em không biết cách kềm chồng em. Chị nói em nghe, ở đây đều là hai đứa có lỗi hết trơn á, không có đổ thừa cho một trong hai đứa được. Tụi em muốn xây dựng gia đình là không phải một đơn phương một người được. Chồng chị là một người nóng tính khủng khiếp, trước chị á là anh không có kềm được bất cứ với một người nào hết trơn. Nhưng chị kềm được cái chuyện anh không đánh chị. Thì bây giờ em có thể sửa được chồng em cái điều đó. Tại vì á, nãy giờ tiếp xúc với tụi em chị cảm nhận được điều nó như thế này. Ngoài cái chuyện chồng em nóng tính ra, chồng em rất thương em, thương lắm. Chồng em mong em là hãy cởi mở, hãy nói, đừng có... Mà chồng em rất sợ cái chuyện mà cái hoàn cảnh tụi em bây giờ. Chồng em rất sợ. Chồng em đang rất sợ cái điều đó. Em hình dung không? Em phải nói, em nói cho chồng em hiểu. Và em đã biết tánh chồng em nóng như vậy thì lần sau á, mình né tất cả những cái điều đó đi. Bởi vì sao em biết không? Tránh voi chẳng xấu mặt nào, đây mình tránh chồng mình mà có tránh ai đâu. Đúng không? Mình vừa giữ được cho mình, vừa giữ được cho chồng mình, vừa giữ được cho cái máy ấm của mình. Đã biết bao nhiêu lần chị phải làm điều đó. Có nghĩa là chị né để mà đồ cuối cùng chị được hết chứ chị có mất gì đâu. Và chị rất mong muốn là sau đây á, em hãy làm cái điều đó thử đi. Đừng có chiến tranh lạnh với chồng nữa. Và chịu khó tìm hiểu chồng em hơn nữa. Em thử đi. Em tìm hiểu chồng em. Còn em, tình yêu em dành cho vợ chưa đủ, em phải thương vợ em nữa. Thương giống như em thương con em vậy đó. Thì tụi em sẽ có một cuộc sống khác. Trời, vợ em nó quá đẹp mà. Nó chỉ bị cái là nó khi nó nói á, nhiều khi nó bực, nó nói khó nghe quá. Làm em bực mình á. Thực ra là do cái bản tính công việc của em nữa. Chúng em cũng đã làm về trưởng phòng rồi gì rồi, thành ra giống như cái cách em quen với nhân viên của em rồi. Giải quyết vấn đề đó là giải quyết dứt điểm tại chỗ, không có chuyện mà nói xong rồi ừ vậy đi. Xong rồi cái là sao? Tính em không phải như vậy. Một phần là có lẽ do ảnh hưởng công việc đó, của em. Đó, chị mới nói là cái cách cầm cương, em hiểu không? Cuối cùng em được hết chứ em không mất cái gì, chị đảm bảo với em. Chị cũng quản lý cả bao nhiêu con người, em biết rồi đó, đúng không? Nhưng mà khi về nhà mình là vợ, mình không là ai khác ngoài là vợ, chứ không có là một cái người nào khác hết trơn. Thì khi chồng mình bực lên, em là vợ, em phải nhìn anh thôi, đúng không nè? Nhưng ở một cái lúc chỗ nào đó, một nơi nào đó, một cái thời điểm nào đó, anh phải là người năn nỉ em. Thì bây giờ chị tha thiết mong em một thời gian nữa em thử thay đổi cái cách em cải thiện chồng em đi. Em thay đổi đi, coi là ra làm sao. Chứ bây giờ cái chuyện tụi em ly dị nhau dễ quá mà, có gì đâu khó. Rồi bên này ký rồi. Đúng không em? Nhưng mà cái hậu quả tới sẽ là gì? Đó, em cứ nghĩ đi, con em mới 6 tháng thôi. Rồi, quyết định vậy đi nha. Ô yeah cái đi. Ô yeah. Đứng lên ôm nhau cái đi. Đó. Đó. Nói câu gì đi rồi. Anh muốn nhân chương trình này, anh gửi đến lời xin lỗi đến em vì những hành động mang tính chất bạo lực của anh. Nên là nên là em hãy bỏ qua cho anh và hy vọng là em sẽ tiếp tục cùng anh đi đến hết con đường này. Đúng rồi. Tại vì chúng ta là con em chúng ta. Rồi khoan. Hay quá. Tôi đề nghị máy chưa. Đề nghị máy quay cận vô mặt ông chú rể này và hứa một cái gì đó với vợ. Thì tham gia chương trình này thì em xin hứa với vợ cũng như là với chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và cùng toàn thể quý khán giả. À, anh hứa là anh sẽ không đánh em nữa, không dùng bạo lực đối với em nữa. Rồi cảm ơn hai em. Rồi, cảm ơn chúng ta em sẽ nha. Gặp lại nha. À, xin chào hai em. À, rồi mời hai em giới thiệu về mình. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thận. Con tên là Nguyễn Thanh Long, năm nay con 30 tuổi. Hiện con đang làm photographer. Chụp hình hả? Rồi con con đến từ đâu? Con đến từ con người Bắc Ninh ạ. Con đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội. Có nghĩa là con ở Hà Nội, con bay vô đây tham gia chương trình đó hả? Dạ. Bắc Ninh cùng quê với chị. Cùng quê với cô. Cô là gái Bắc Ninh đấy con ạ. Thế là còn con. Dạ, con cũng làm việc ở Hà Nội ạ. Con giới thiệu gì nè, con giới thiệu đi. Con tên là Nguyễn Thanh Nga. Con năm nay 28 tuổi và con hiện tại con đang làm thiết kế thời trang và làm stylist ạ. Ông xã làm photographer. Rồi bà xã làm stylist. Còn có make up được không? Con cũng chỉ biết sơ sơ thôi ạ. Kim luôn make up đi để coi như hai vợ chồng coi như là lo trọn gói luôn. Tụi con bay vô từ lúc nào? Bọn con bay vô chiều hôm qua. Rồi giờ quay xong chắc mai ra lại hả? Lại chơi mấy hôm ạ. Vậy hả? Biết ở ngoài Hà Nội mùa này chắc đang lạnh lắm luôn con. Dạ, mấy ngày nay thì cũng đang rất là lạnh. Lạnh hả? Mình còn lạnh nè. Trong này là chỉ xe xe thôi chứ lạnh gì. Ý là so với thời tiết Sài Gòn thì mấy hôm nay Sài Gòn hơi bị lạnh. Mà Hà Nội mới đã, Hà Nội lạnh mới đã nhá. Rồi bây giờ kể cho chú nghe đi là hai con là lần đầu tiên gặp nhau ở đâu và có ấn tượng gì về nhau? Lần đầu tiên con gặp vợ con thì tại đám cưới của một cậu em chơi thân.
Thì ngày hôm đó là ngày cưới, thì chú rể là bạn chơi thân với con. Ừ. Cô dâu thì lại là bạn chơi thân với cả vợ con. À. Đó. Thì ấn tượng đầu tiên gặp vợ con thì đó là cái câu chuyện mà khi mà con đang trêu đùa với cả cậu em là con nhìn hai con búp bê ở trong phòng cưới ấy. Thì con có trêu là một cô vợ với cô này là sao trông hai con búp bê trông như hai con sách toy đấy. Thì sau khi con trêu thì con nghe phía sau là vô duyên bị chửi ngay và liền luôn. Con quay lại thì con thấy một bạn nữ nói xong bạn quay lưng bạn đi luôn. Đó, thế là con bắt đầu con để ý. Cay chứ mới đầu cay mũi chứ, nhưng mà con có kịp thấy mặt của cô này không? Thực ra lúc đấy là con cũng nhìn lướt qua đó. Nhưng mà cũng có ấn tượng. Bởi vì khi mình nói xong lại có một cô bé người vả ngay vào mặt mình câu đó gì nữa. Cá tính chứ bộ, đúng không? Rồi, con vậy là... con sao? Thực ra thì con nói xong thì con cũng chả nhớ đâu ạ. Không, anh nhưng mà lúc mà con nghe anh ấy khen về hai con búp bê đấy thì cái cảm giác con sao? Con thì thấy là thằng cha này rất là vô duyên và con bột miệng con nói thế thôi ạ. Nhưng mà thực ra là lúc đấy con nói xong con không nhớ là con nói đâu. Khi anh ấy gặp và anh kể lại thì con mới nhớ mang máng thôi. Thì cái đó là gọi là phản xạ vô điều kiện. Vâng, thực ra những người nào mà bị chửi thì sẽ nhớ. Đúng rồi, người ta bạn này là sẽ nhớ mà bạn này sẽ quên đi. Vâng. Nhưng mà là sau đó rồi một chút nữa ra ngoài tiệc thì có gặp mặt lại nhau không? Dạ, thực ra thì cuối buổi tiệc thì mọi người có nhờ con cầm điện thoại chụp hình giúp. Thì con lại cầm điện thoại con chụp hình đúng nhóm của vợ con với cô dâu chú rể. Thì thực ra là sau này khi mà quen nhau rồi thì con kể lại, nhưng mà vợ con bảo là em chẳng nhớ gì cả. Không nhớ gì hết. Và cái giây phút mà cái anh này anh cầm máy chụp hình nguyên nhóm bạn á, con cũng chả nhớ về ông này đúng không? Con không ấn tượng gì cả. Thực ra con cũng bị cận ạ. Nhìn xa cũng không để ý người nào lắm. Thế rồi sau cái đám cưới đó thì lúc nào là tụi con lại gặp lại nhau? Thực ra là sau đám cưới thì con đã có ấn tượng rồi, nên là con cũng tìm cách để con tìm info của các bạn nữ mà nói vậy. Con cũng có nhờ bạn con là làm thế nào để làm một bữa tiệc để mời bạn đến, nhưng mà cũng không thành. Nên là con cũng tìm info, tìm Facebook, tìm Instagram, rồi và cuối cùng tìm cách làm quen. Không? Thì có cái thông tin về bạn này thì con tìm thì con thấy là bạn này như thế nào, có đúng với gu của con không, đúng với người mà con đi tìm không? Con tìm được thì con thấy là rất là xinh. Điều đầu tiên là lúc đấy mới nhìn thật là kỹ, rất là xinh. Và con vào nhắn tin cho cô. Con chủ động, con cũng thả tim story với cả rep story liên tục. Nhưng mà chỉ có nhắn tin thì mới để lại ấn tượng thôi. Mới thả tim thì chắc chắn là cô này sẽ có rất là nhiều chàng trai thả tim. Có nhắn rồi ở đâu? Dạ, thực ra là con cũng hay up lúc mà con làm bài đồ án lên ạ, thì anh có nhắn tin hỏi han sức khỏe, rồi là có hỏi con là có cần giúp đỡ không ạ. Thì thực ra là anh ấy làm chụp ảnh về thời trang mà con thì thấy là vào trong trang của anh ấy chả thấy ảnh up gì cả, thì con thấy anh ấy hỏi là có cần anh giúp chụp không ạ, thì con nghĩ là thằng trai chắc chụp xấu nên là nghĩ kiểu muốn chụp miễn phí cho mình ạ. Xong là gặp nhau và nhờ anh ấy chụp, bởi vì thực ra lúc đấy con hết tiền. Hết tiền làm bài. Tức là anh nói chụp free con như hỗ trợ cho con thôi đúng không? Vâng. Ủa, nhưng mà con làm bài đồ án tốt nghiệp thời trang cuối. Bé này là con là sinh viên mà. Vâng, đợt đấy là sinh viên ạ. Thế là cuộc đời con phải cảm ơn một lần mình hết tiền đó. Chứ lúc đó nếu mà con có tiền con đâu nhờ ảnh là chụp đâu đúng không? Vâng ạ. Thì đâu gặp được chồng mình bây giờ. Nhưng mà lúc mà gặp lại thì có nhận ra ảnh không? Ảnh là cái ông mà con... Có, vì là thực ra là lúc anh ấy nhắn tin ở cho con ấy thì anh cũng kể là có gặp ở đấy rồi ạ. Nhưng mà con không nhớ vụ là con nói anh ấy vô duyên. Là con nói chuyện bình thường. Rồi như vậy là cái việc nhờ vả ảnh đó, nhờ ảnh chụp free vậy, có tiếp tục không? Thực ra thì sau buổi chụp đấy thì thấy chụp đẹp quá, là về sau cũng có nhờ thêm một số lần nữa. Có free nữa không? Vẫn không lấy tiền. Nhưng còn mà... chính ra con dại gái quá cơ thật. Nhưng mà... chưa biết con được gì hay không mà lại mất công mất sức mấy lần liên tiếp như thế. Nhưng mà Long thích lắm đúng không? Được nhờ thích lắm đúng không? Bây giờ gái sinh nhờ thì phải thích chứ. Bạn này là để ý bạn này từ đầu. Thành ra là cứ đeo đuổi mới lại tìm thông tin về con này kia nọ. Đó. Thế cho nên là eo ơi sợ thật đấy. Nó nhờ một phát một. Thế hôm đó đừng có nói với cô là đụng một cái show nào đó mà phải bỏ luôn cái show đó để đi chụp cho bạn này nha. Chỉ mình làm thôi.
con xin nghỉ mất một ngày làm việc. Bởi đấy, vì khi đó con đang làm công ty. Ừ. Thế có bị thiệt hại về lợi tức nhiều không? Thực ra là cái đó thì nó cũng không đáng là bao so với những thứ mình nhận được. Ừ. Tức là có đấy em. Có thì chắc chắn rồi, giải gái đó. Nhưng mà chú hỏi nè, cái lần thứ hai mà khi gặp lại cổ đó thì con có thấy là cổ có khác so với cái lần đầu mình chạm mặt trong bữa tiệc không? Dạ, có chứ. Đẹp hơn không? Con bị bất ngờ về đầu tiên là lần đầu khi mà con gặp mà vợ con ấy, là bà để tóc dài lắm. Và lần thứ hai thì gặp thì lại cắt tóc tém. Đấy là việc bất ngờ đầu tiên. Và việc thứ hai là mình chụp hình cho bạn ấy, nhưng mà tức là bạn cũng có nhờ là chụp giúp thêm một hai người bạn, bạn ấy cũng làm đồ án tốt nghiệp, thì hai bạn kia thì lại chụp trước. Thì bạn ấy tới và bạn ấy trong lúc chờ chụp thì con quay ra quay vào, con đã thấy bạn ấy lăn ra ngủ. Không để tâm gì tới rất tới tự nhiên cả. Không, em rất tự nhiên, em mệt em phải ngủ thôi. Lăn ra ghế sofa ngủ. Em mệt em phải ngủ thôi, em vẽ đồ án lâu coi như thức đêm thức hôm. Dạ vâng. Rồi nhờ tới lần thứ mấy rồi xong sao nữa? Chưa đâu, xong sao nữa, ấn tượng gì nữa? Bạn ấy cũng làm cho mình hơi hoang mang. Sao vì nhờ mình chụp nhưng tới nơi thì cũng không nói chuyện gì. Chuẩn bị đồ xong là ngủ. Thế là mình cũng không biết phải làm gì. Mình cũng không biết là bạn ấy cũng liệu có thích mình không. Hay là chỉ tạm thời là nhờ cho xong. Ủa đó mới là lần thứ hai thôi đúng không? Lần thứ hai gặp nhau. Lần thứ hai thì chắc là chắn là không thích rồi. Cái lần mà bạn này hết tiền đó, thì mới nhờ bạn này chụp quy đó. Rồi xong rồi thế con ngủ đến bao lâu thì con mới thức? Đến khi mọi người gọi con dậy bảo là đến được con chụp thì con mới dậy ạ. Vâng. Ra thì hôm đấy là quá mệt bởi vì là con thức đêm rất nhiều, kiểu như thức đêm mấy tháng rồi ấy ạ. Thì bận quá nên là đến cũng chả kịp mà make up, cũng chả gì đánh một cái son đến ấy ạ. Cả thôi chắc là anh ấy chả có ấn tượng gì đâu bởi vì là trông nó đúng là kiểu hơi nhếch nhác ấy ạ. Nên là đến thì cũng anh cũng bình thường, vẫn về vẫn liên lạc với mình bình thường ạ, cũng không kiểu chê bai là kiểu mặt mộc hay gì đấy xấu. Nhưng mà con có ấn tượng gì về anh này không? Thế là cũng vẫn bình thường ạ. Không, tại vì bận ngủ rồi cũng không nhớ. Con không làm, con không làm nổi bật về con á, thấy không? Đó cũng là cái tội. Nhưng mà sau khi mà con thấy hình thì lúc đó con mới ấn tượng đúng không? Vâng, cái hình chụp là khá đẹp ạ. Đúng không? Thì lúc đó con mới thực sự ấn tượng về ảnh đúng không? Và sau cái lần thứ hai đó thì bao nhiêu lâu tụi con chính thức yêu nhau? Tháng. Một tháng. Chắc là khoảng một tháng á. Một tháng sau. Dạ. Là trong một tháng đó là mấy lần đi chụp free nữa? Thật ra là con chủ yếu là đi ăn thôi ạ. Cũng không nhớ rõ nhưng chủ yếu là hai đứa rủ nhau đi ăn. Có cái buổi nào mà mình đã bị free rồi mà mình còn phải mất tiền túi ra mình mời cô ấy đi ăn không? Dạ có, đấy sau là buổi đầu tiên luôn đấy ạ. Sau đấy đấy. Là cái ngày thứ hai, cái ngày thứ hai gặp lại đó, đúng dạ, không? Dạ đúng ạ. Bởi vì bạn này bạn ấy thức đêm mà không ăn uống, thương quá cho nên lo đi rồi ăn. Rồi đến thì mệt, rồi đói lả. Đó, thế là xong chụp xong thì là rồi rủ đi ăn. Nghĩa là sau một tháng là coi như là quen đầu nhau. Đầu tư đấy, đợi một tháng là đầu tư bao nhiêu lần đi ăn đấy em ạ. Vậy thì là Long sao tỏ tình trong lúc chụp hình đúng hay sao? Dạ không ạ, tỏ tình thì thực ra lúc đấy là trên cái đường mà chở nhau đi. Thì con có hỏi là em có rảnh không? Em rảnh không thì làm yêu anh cho nó bận. À, có rảnh không làm người yêu anh đi cho nó bận. Theo rồi. Theo con thì câu tỏ tình đó nó lãng mạn không ạ? Không ạ, khá là nhạt. Nhưng mà con thực ra là cũng thích anh ấy rồi ạ. Là thấy nó nhạt nhưng mà mình vẫn buồn cười. Cười kiểu cười không động được miệng ạ. Bởi vì thích anh ấy. Đó. Đâu cô thấy cái đó đâu có nhạt đâu, có duyên chứ bộ. Tại vì con thấy cái đấy các bạn trên mạng xã hội nói suốt ạ. Có hai cái hình hai cái hình biếm họa đó. Vâng. Như là tỏ tình với nhau trên một cái cầu. Hả? Vâng. Chú em có bận không hả? Vâng. Kiểu mọi người nói nhiều quá xong anh bê nguyên đấy và cũng chả không có gì hài hước gì cả. Hả? Không sáng tạo gì luôn đúng không? Vâng. Có thể là anh nghĩ chắc anh nghĩ anh hài hước nên là anh khá là vui. Tức là trong cái không gian đó hoặc trong cái thời điểm đó là nó lại không phù hợp. Vâng. Rồi nhưng mà vẫn yêu đúng không? Vâng. Là vẫn nhận lời yêu mà. Các bạn là thích anh ấy rồi. Thích rồi. Ạ. Rồi sau đó thì chắc có lẽ là liên tục coi như là hai đứa coi như kết hợp với nhau để mà cùng sản xuất ra nhiều cái bộ ảnh chất lượng đúng không? Dạ vâng. Dạ. Thế tụi con yêu nhau mấy năm? Tìm hiểu nhau mấy năm? Dạ bọn con yêu và tìm hiểu nhau một năm.
Một năm. Sau đó là tiến đến quyết định là con cầu hôn vợ con. Thế trong một năm đấy thì có sóng gió ba đào hay là có lần nào mà ghen tuông rồi hờn giận rồi hiểu lầm rồi chia tay chia chân không? Hay là êm đềm? Thực ra thì trong cái thời gian yêu nhau bọn con ít khi cãi nhau lắm. Nhưng mà cũng có một lần là vợ con giận rồi cũng cắt liên lạc. Cắt liên lạc mất một tuần. Ôi, giận cái gì kinh thế con? Thầy anh nghe nói dối ạ. Nói dối chuyện gì? Không thành thật, bởi vì thực ra là ngay từ đầu hai đứa yêu nhau ấy thì cũng đã nói hết là chúng mình phải thành thật với nhau, có gì phải nói với nhau hết. Và không được lừa dối nhau cái gì cả. Mà con thực ra là từ ngày bé đến tận bây giờ ấy, cuộc sống của con kiểu thanh niên nghiêm túc ấy ạ. Đó chỉ học và đi làm, không yêu đương linh tinh, không chơi bời gì ạ. Thế là con cũng các mối quan hệ xung quanh con cũng thế. Và con cũng nói với anh ấy là con yêu ai thì con cũng lựa chọn những người kiểu có lối sống lành mạnh một chút đi. Bởi vì con không muốn va vấp vào những người kiểu chơi bời rồi làm nọ kia ấy ạ. Thì anh ấy cũng không thành thật với con, nói ngay từ đầu anh ấy như nào ạ. Và sau đó thì khi con phát hiện ra ấy thì con cũng khá là sốc, bởi vì con không cảm thấy là không hai đứa không phù hợp với nhau nên là con cắt đứt liên lạc. Con phát hiện ra cái gì? Thì con biết anh ấy là một người trước kia khá là một người chơi bời. Vâng. Tức là đi chơi rồi có bầu bịch gì đúng không? Hay sao? Nhưng mà đó là trước kia mà. Vâng, thì con bạn là... bạn này không nói ra. Tức là hai đứa không đã muốn bị nói dối ạ. Là giận là anh giấu đó. Thật. Vâng. Anh giấu thật. Không nói hết. Đúng và trong khi con trong lúc thời gian là con trải lòng hết cho anh nghe dạ. Và những câu chuyện của con. Vâng. Còn ảnh thì không kể. Đúng rồi ạ. Nên là giận, giận cắt luôn. Tức là về biến mất luôn. Giấu về vấn đề mà cũng có người yêu người yêu cái gì đúng không? À thưa người yêu không người, nhưng mà anh ngày xưa anh cũng khá là chơi bời. Cũng đủ thể loại ạ. Nhưng mà cái lúc mà bạn ấy giận á, Long có biết lý do vì sao bạn gái mình giận không? Thực ra lúc đó thì con biết nhưng cũng không làm thế nào để liên lạc được. Thì mãi về sau con hỏi hết các bạn bè thì mới biết là vợ con trốn sang nhà bạn. Thế là mới tìm cách sang là năn nỉ rồi xin lỗi rồi làm thế nào để xin lỗi được. Bao lâu mới hết giận? Cũng mất một tuần đấy. Không, cũng cái lúc mà con đến con xin lỗi cổ đó, coi như là chẳng phải mất bao lâu thì cổ mới nguôi. Năn nỉ mất nguyên buổi. Một buổi trời. Rồi sao rồi từ lúc là, sau đó là con nghĩ gì trong lòng mà con quay lại? Đã giận một tuần rồi cơ mà đúng không? Vâng. Nhưng mà gặp mặt anh ấy thì thực ra là mình vẫn còn yêu ấy ạ. Và mấy cả nhìn mặt anh ấy cũng mắc cười. Thương cảm hay gì hay là thế thảm? Tại vì con không hiểu sao nhưng cũng là con nhìn mặt anh ấy con cũng buồn cười ạ. Vâng, không nhìn được cười, thế là kiểu lúc đang giận nhưng tự dưng kiểu buột miệng cười hay ra thành tự dưng lại bị hớ. Hớ hay là hết giận. Thôi thế hòa luôn. Vâng. Coi như là Hà vắng mặt. Thì mới giận tiếp tục. Thấy cái mặt thằng này là cứ buồn cười. Khi nào cãi nhau con sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nghĩ, bởi vì lúc ấy là kiểu cãi nhau mà nhìn thì con sẽ lại bị buồn cười. Con lại phì cười đúng không? Vâng ạ. Tới bây giờ cũng vậy á, mỗi lần mà giận nhau là phải quay chỗ khác. Đúng rồi. Không nhìn vào mặt để cãi nhau. Không nhìn mặt không phải là vì coi như là mặt anh không xứng đáng là tôi nhìn, mà vì mặt anh buồn cười quá tôi nhìn. Đúng anh tôi chịu không nổi. Sao có thấy buồn cười đâu nhỉ? Mặt rất là đẹp dai, xinh dai nhá. Ủa mặt con hay làm gì mà khiến vợ con buồn cười? Chắc là tại tính con cũng nhây nhây. Nó cũng cũng không biết diễn tả thế nào nhưng cũng hay hớn hở. Tụi con cưới nhau là được bao lâu rồi? Được 3 năm rồi ạ. 3 năm à? Vâng. Được mấy bé rồi? Dạ, con có một bé 15 tháng ạ. 5 tháng à? 15 tháng ạ. 15? 15 tháng. Vâng. Bé trai bé gái vậy con? Bé trai ạ. Như vậy là cưới xong là có em bé luôn? Không, một năm sau. Một năm sau mới có. Năm sau. Đúng rồi. Dạ. Ôi thế ông bà nội đấy có thằng con trai, thế ông bà nội sướng không? Ông bà nội thì cũng trai gái đều được ạ, cũng không ý kiến gì ạ. Chứ còn thường là người Bắc á là coi như là đứa cháu trai đầu là thích lắm, mà còn đích tôn nữa. Đích tôn đấy. Thích lắm ấy. Nhưng mà là lúc mà con đám cưới á, thì là con đã tốt nghiệp dạ, xong tốt hết nghiệp. Rồi đúng không? Dạ vâng, lúc con đi làm rồi. Nghĩa là mới đi làm thôi. Vâng. Và công việc của bạn này thì là nhiếp ảnh. Dạ. Mà công việc nhiếp ảnh thì thật sự không phải là thu nhập nó quá cao. Vâng. Cũng không được ổn định ạ. Lúc mà mới cưới thì có gặp những cái khó khăn gì không? Thế hai đứa cưới xong ra riêng hay là vẫn ở chung với ông bà nội, ông bà ngoại? Là riêng, mình đi con làm việc ở Hà Nội ạ. Tức là tụi con ra riêng, như vậy là bao nhiêu thứ phải lo đúng không? Là quý là mình có nhà riêng chưa hay là mình thuê nhà? Dạ, cưới xong thì bọn con vẫn thuê nhà. Thuê nhà.
rồi là hai đứa mặt đứa nào đứa đó phải làm công việc của mình đúng không? Dạ. Cái thời điểm đó là có nhiều khó khăn không? Cũng có, nhưng mà khó khăn nhất khởi nghiệp gì nữa? Vâng, nhưng mà khó khăn nhất là thời điểm con sinh em bé. Tại vì sinh em bé xong thì không ở gần ông bà nội, cũng không ở gần ông bà ngoại. Mà con thì kiểu như là cũng đang trong đà làm việc ấy ạ. Thì sinh em bé xong thì con vừa làm việc vừa chăm em bé là cũng kiểu bị sức khỏe bị yếu nhiều ấy ạ. Tại vì sinh xong thì khoảng tầm được lúc con đang nằm ở bệnh viện con đã phải làm việc rồi ấy. Bây giờ kiểu như là mắt cũng bị mờ nhiều ấy ạ. Và cũng yếu hay ốm nữa. Ồ. Vậy hả? Vâng. Rồi Long thì sao? Dạ. Thật sự là đúng là cái quãng thời gian vợ con bầu và sinh em bé thì thực sự là nó là quãng thời gian khá là kinh khủng. Vì mình cũng không ở gần ông bà. Thêm nữa là công việc, thực sự là công việc hai đứa liên quan đến sáng tạo nên nó rất là áp lực về đầu óc. Nó dẫn đến cái việc mà vợ con stress rất là nặng. Đó. Thế có lúc ấy con stress thôi hay là có trầm cảm không? Trầm cảm sau sinh á? Thực ra là đi khám thì nó cũng có ạ. Thường là dễ bị trầm cảm sau sinh lắm, nếu bị áp lực nhiều á, là phụ nữ hay bị lắm. Thế nhưng mà con đã vượt qua cái đó rồi đúng không? Bây giờ thì ổn rồi đúng không? Cũng chưa đâu ạ. Tới bây giờ trong quá chưa? Trình điều trị ạ. Vẫn đang trong quá trình điều trị hả? Ồ, tức là bé được 15 tháng là hơn 1 tuổi rồi. Hơn 1 tuổi rồi. Con nhận thức được cái việc là con bị cái trầm cảm sau sinh đó nó là những cái biểu hiện gì? Và hiện tại là con phải điều trị như thế nào? Con bị mất ngủ khá là nhiều. Tại vì suy nghĩ nhiều và kiểu cơ thể nó đã mệt mỏi, chán ăn các thứ ấy. Mà thực ra thì là con cũng có nói chuyện qua mẹ anh. Thì với cả kiểu như là con cũng là cáu gắt. Và nói chung là vợ chồng con cãi nhau khá là nhiều. Anh ấy cũng thấy con có vấn đề về sức khỏe nên là đưa con đi khám. Thì là thì bác sĩ cũng có khuyên là con phải giảm tải bớt công việc và nghỉ ngơi, dành thời gian nghỉ ngơi. Và kiểu ăn uống với cả để ý với cả cái giấc ngủ ấy. Tại vì con mất ngủ khá là lâu rồi ạ. Cũng khoảng tầm 3 năm. Cả từ trước khi có em bé cũng đã bị mất ngủ rồi ạ. Thế tức là bây giờ con có gọi là điều trị đặt gọi là đồ vào cái việc mất ngủ không? Có là có. Có bắt đồ phải... điều trị không? Ừ, có. Thật ra bắt đồ điều trị của con là chỉ là đang cải thiện lại cái thời gian làm việc và ăn uống với cả bổ sung các cái thực phẩm để cho mình dễ ngủ hơn nhé. Bởi vì xuất phát nhiều là con bị mất ngủ nhiều. Đúng rồi. Cái stress với lại cái trầm cảm là những người mà mất ngủ nhiều là rất dễ bị. Vì con cái giấc ngủ con đủ là ok. Tại vì có mấy ngày liền là con gần như con thức từ tối đến 6 giờ sáng luôn. Kiểu như là nhiều lúc là kiểu bị mệt quá lịm đi chứ không phải là ngủ á. Lịm đi xong rồi sau tỉnh dậy. Tại con biết không ngủ không được, suy nghĩ lung tung lắm. Cứ miên man nghĩ tầm bậy tầm bạ, nghĩ chuyện này sợ chuyện kia sợ qua chuyện nọ đó. Rất là mệt luôn. Mà nhiều khi kiểu mình không dám kể mọi người. Bởi vì nhiều khi lại con cũng muốn tâm sự với người này người kia ạ. Nhưng mà khi con kể ra thì mọi người thấy nó bình thường và nghĩ là con hơi làm quá mọi việc lên ý. Nên là con lại tự giấu và mình không dám nói ra. Không, ai? Không được, không được. Ai? Người nào phản ứng với không, với tức là đó. Bé nó sợ. Bạn sợ đúng không? Bé nó sợ là mọi người sẽ nghĩ là nó làm quá ra bởi vì tất cả những cái việc đó là tức là nó là một cái chuyện hết sức là bình thường thôi con. Nó mà tại vì nó là bình thường mà con. Cái chuyện mình mất ngủ nè, xong rồi mình ngủ không được, mình ăn không được. Rồi mình gặp cái gì mình cũng cảm thấy mình chán, mình không có muốn thiết cái gì trên đời. Đó là chuyện bình thường nhưng nó là bất thường với một cái sự lặp đi lặp lại liên tục á. Nhất là cái việc mà con không ngủ được. Không ngủ được, nó suy nghĩ đủ thứ trên đời và con phải nói. Không ngủ được ấy. Con phải nói ra. Bây giờ con nói với đứa bạn thân của mình cũng được, con nói với chồng cũng được mà con phải lắng nghe. Con phải lắng nghe. Nhưng mà con đã nói với chồng chưa? Và chồng con nói hết tất cả những cái vấn đề mà mình đang gặp phải với chồng hết rồi đúng không? Thực ra ban đầu thì anh ấy không quan tâm mấy bởi vì kiểu đàn ông mà nên là mấy cái này kiểu người ta cũng nghĩ qua qua thôi ạ. Về sau thì thấy sức khỏe với cả cái mối quan hệ của con kiểu đi xuống rất nhiều ấy. Thì anh ấy bắt đầu để tâm hơn và cũng đưa con đi điều trị và giúp đỡ con. Thôi. Tức là phải chú ý cái này nha con, tại vì thực ra vậy nè, cái trầm cảm sau sinh á thì nhiều người bị lắm chứ không phải mình vợ con đâu. Nhưng mà thường á cái phát đồ của nó là khoảng 1 năm là nó sẽ giảm thiểu đi. Và nó tự hết, tại vì cái người phụ nữ họ tự điều chỉnh được. Nếu như có cái sự hỗ trợ của những người xung quanh, họ tự điều chỉnh được. Nhưng mà vợ con 15 tháng mà vẫn còn như vậy á, là có nghĩa là bắt buộc con phải sát bên vợ con và lắng nghe vợ con nhiều hơn. Đó, nó là như vậy thì mới hết được.
thì nó sẽ hết thôi con ạ. Nhưng mà đầu tiên giờ là cải thiện giấc ngủ bằng mọi cách, là vợ con phải ngủ đủ. Cái ngủ xong khỏe hả, là suy nghĩ tích cực lắm chứ không có tiêu cực nữa. Suy nghĩ tích cực rồi thì sẽ ăn được. Đó, nó vậy đó con. Rồi bây giờ ngủ được không? Thời gian gần đây thì con cũng đỡ rồi ạ. Thôi, nói chung là cố gắng. Phải ngủ được nha. Rồi chồng thì tối có canh con phụ vợ không? Có. Đó cũng là một cách để mà đồng hành với vợ. Thôi sẵn đây là con kể tội chồng con cho cô nghe luôn đi, để cô khuyên nó luôn. Mình đến cái phần vui vẻ đi. Thực ra thì thấy thời gian bây giờ thì gần như là hai vợ chồng khá là hòa hợp, bởi vì hiểu nhau hơn ạ. Thời gian trước thì là anh ấy là có điểm đam mê với game. Mê game. Và khi yêu nhau thì thực ra con dễ tính lắm. Con không hề bắt anh ấy phải làm gì đâu ạ. Không bắt anh ấy là phải mua này mua kia cho mình. Hay là em nhiều khi là các bạn nữ bây giờ ấy thì thường là đòi hỏi người yêu là phải mua cho mình đồ này đồ kia. Nhưng mà con thì không, con thấy cái đấy là không cần thiết. Anh ấy thì cũng nghĩ là con dễ tính, nhưng mà cái vấn đề chơi game anh ấy chơi từ khi yêu con đến khi lấy rồi ạ. Và khi có con vẫn chơi. Tới bây giờ vẫn còn mê game? Thực ra bây giờ vẫn mê lắm nhưng mà cũng hạn chế. Tại vì cũng biết nghĩa là vẫn còn, vẫn còn. Và còn gì nữa nè? Thực ra là vô tâm thì con nghĩ là như đàn ông thì ai cũng như vậy ạ. Không phải đâu. Không phải là đàn ông nào cũng vô tâm đâu. Đó. Nhưng mà đa số thì không. Con không có bạo biện được cái chuyện đó cho chồng con, không có vô tâm. Rồi. Có thể vô tâm lúc chưa có gia đình thôi. Nhưng mà khi mình đã có người yêu rồi, mình lấy người ta rồi, mình lại có con rồi thì mình không thể vô tâm được. Cái đó chữa được nha con. Bệnh vô tâm không phải là nan y nha con nha. Tại vì con biết anh ấy là người khá tốt bụng ạ. Là vấn đề vô tâm chẳng qua là mình lúc nào ở bên cạnh anh ấy kiểu thành ra để tâm ra cái vui vẻ khác, như là chơi game hay là hẹn hò bạn bè các thứ ấy. Thì anh ấy để tâm cái khác thôi, chứ còn đâu, thực ra khi mà ở với con thì anh vẫn yêu thương con và con nhiều làm gì thì anh cũng sẽ làm cho ạ. Rồi về nhà thì có bừa bộn không? Thường mấy ông nhiếp ảnh là hay quăng này quăng kia, có không? Có ạ. Và con là người dọn dẹp? Thực ra là ban đầu là con có dọn, nhưng về sau là con bắt phải dọn để cho mà nhớ, nhưng mà cũng không nhớ ạ. Nhưng mà bây giờ có cải thiện không? Đỡ, ví dụ như là 10 thì đỡ được khoảng tầm 4 năm thôi ạ. Tại vì cái tính như vậy rồi không biết thế nào. Cũng đỡ. Rồi bây giờ hai vợ chồng làm chung công việc, chồng thì nhiếp ảnh, vợ là stylist đúng không? Nhiều khi là model luôn. Vậy thì làm chung công việc thì có phát sinh cãi vã hay là mâu thuẫn gì không? Đó. Style mỗi người có mỗi khác không? Hay là hòa hợp được cái style? Em thích cái mẫu này nó phải dày. Không, em phải thích cái mẫu khác. Đó, như vậy là không được. Rồi một hồi là bắt đầu mâu thuẫn, bắt đầu là tranh luận với nhau. Có. Thực ra là làm việc với nhau thì nó phát sinh ra rất là nhiều vấn đề mâu thuẫn. Bởi vì vợ con thì lại là một người làm việc cực kỳ tập trung và nghiêm túc. Trong khi tính con khi làm việc nó bị trái ngược. Là con lúc nào con cũng thích có nhạc, rồi vui vẻ, rồi tạo mood. Có nhiếp ảnh là vậy. Đó. Nhưng mà khi mà làm việc với vợ con thì vợ con lại là người cần cái sự tập trung cao độ, đắt nhạc. Đó. Có nhạc được nhưng mà phải tập trung mà làm nhanh gọn, không được dài lê thê. Rồi sẵn đây, kể tật xấu của vợ luôn đi. Thực ra là tật xấu thì đến thời điểm này con cũng không thấy vợ con có gì nhiều ngoài cái tính nóng nảy. Khó tính không? Lúc trước khi cưới thì con có nhận xét vợ con là dễ tính. Sau khi cưới thì vợ, người yêu tớ dễ tính lắm. Sau khi cưới thì phải thêm chữ nóng là dễ nóng tính. Dễ nóng tính. Chứ còn không khó tính hả? Khó tính, kỹ tính, nóng tính. Vợ con không phải là người khó tính, vợ con là người cầu toàn và kỹ tính. Kỹ tính. Kỹ tính. Kỹ tính và nóng tính. Kỹ tính và nóng tính. Có ghen không? Cũng ghen ác. Tại vì chụp hình cho người mẫu nhiều mà, đúng không? Tài xế là một nè. Nhiếp ảnh là hai nè. Diễn viên điện ảnh là ba nè. Đó là ba cái đối tượng đó là dễ làm cho vợ. Cái từ khi có người yêu mới lợi lấy vợ thì không chụp mắt mẹ bao giờ. Hay sửa áo, sửa này, sửa kia rồi. Nhưng mà có khi nào mà con ghen với cái công việc của ảnh không? Không, tại vì là thực ra thì con mấy cái anh ấy thường làm việc chung. Và anh ấy cũng sửa ảnh và cũng hay cho con xem ảnh gốc của mọi người cũng không được đẹp như ảnh Photoshop ạ. Cho nên không có gì phải ghen đúng không con? Họ cũng giống mình. Rồi con mong muốn vợ cũng thay đổi điều gì đâu? Thực ra với con thì những cái điều mà vợ con làm con rất là trân trọng, cảm ơn. Con chỉ muốn vợ con hãy luôn bình tĩnh và lắng nghe, bởi vì mọi điều con hay là
người thân làm chỉ mong một điều tốt nhất cho vợ con. Nên là với vợ con là một người nóng tính thì bây giờ chỉ cần lắng nghe một chút. Lắng nghe một chút để biết được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Còn con sao? Con mong chồng con thay đổi điều gì? Thật ra thì bây giờ anh đang thay đổi rồi ạ. Nên con mong anh ấy là vẫn tiếp tục như thế thôi ạ. Dạ, anh thay đổi gì? Anh đã thay đổi gì? Anh bây giờ không vô tâm và cũng không quan tâm đến con và con trai con ấy ạ. Về chăm sóc gia đình, về nhà, đi làm về thì giúp vợ làm hết việc nhà. Em chỉ việc là làm nghỉ ngơi thôi ạ. Ôi vậy đâu. Như vậy có nghĩa là chồng con đang xác định là chồng con phải làm sao để cho con hết hẳn cái stress, cái trầm cảm của con đó. Và từ khi yêu và lấy con thì anh ấy ngày trước anh cũng có chơi bời, cũng thử hết các thứ, nhưng mà từ khi yêu và lấy con thì tự nhiên là con không bao giờ thấy anh ấy hút thuốc, bởi vì con rất sợ cái mùi thuốc ấy ạ. Không bao giờ hút thuốc và cũng dần dần bây giờ cũng không chơi game nữa. Thay đổi rất nhiều về con. Thật ra là chúc mừng con. Dạ. Và có thể nói là con chắc con hết cái vụ trầm cảm sau sinh rồi đó. Nhiều khi con không biết đó. Với lại lên chương trình ngày hôm nay với sau khi con nói được hết ra rồi, với sự chia sẻ của chị Vân cũng như là với những cái hành động của chồng con, thì chú nghĩ là cái việc mà để gọi là con vượt qua cái trầm cảm sau sinh đó chắc có lẽ là nhanh chóng thôi. Không biết đâu bây giờ là đã hết rồi đó. Thực ra là cũng hết, bởi vì là vẫn con vẫn còn bị suy nghĩ và lúc nào bình thường ấy thì con sẽ nghĩ được là anh ấy rất tốt, nhưng mà khi mà lên cơn ấy, đúng là lên cơn ấy thì là không suy nghĩ được gì nữa. Đúng rồi, tại vì cái tức là bạn là vẫn vì cái bệnh nó chưa hết cho bạn dễ bị kích động. Đúng chứ ạ. Không phải là bạn chỉ nóng tính đâu. Bạn kích động thì đương nhiên bạn không kềm hãm được, là bạn phải bùng phát lên. Đó cho nên rằng nó là bây giờ á, cái việc mà con cải thiện đầu tiên là con phải tìm giấc ngủ. Con cứ đi tìm giấc ngủ xong đi rồi bắt đầu tự động là nó sẽ bớt đi tất cả mọi thứ. Và bây giờ muốn tìm giấc ngủ cho dễ á, thì tạm thời một thời gian cái công việc của con á, con xả hết ra. Con đừng suy nghĩ gì đến công việc nữa. Tại cứ coi như con cứ đổ thí cho chồng con đi. Anh kiếm tiền, anh lo toan này kia nọ ấy đi. Bắt đầu con xả ra. Con chỉ nghĩ đến chuyện là giờ chăm con nè, chơi với con nè. Rồi trang hoàng nhà cửa hoa hòe, nói chung là hoặc thích đi coi phim thì là em đi coi phim, thích đi ăn hàng thì em đi ăn hàng, đại khái như vậy. Để con tìm lại cái giấc ngủ. Tại con càng suy nghĩ con càng không ngủ được. Và cái dòng nó ngộ lắm con. Đó nha. Rồi bắt đầu là con cứ tập từ từ từ. Thường á là cô thấy ở trên YouTube á nó có cái mà cái nhạc á, cái nhạc ngủ á. Nhạc nghe vào ngủ liền. Nhạc nghe ngủ á. Được lắm á nha, mới đầu có thể con chưa thử rồi, nhưng mà cái con cứ để hoài, con đừng có thấy là một hai lần con thấy không có ăn thua gì. Không, con cứ để hoài. Nhưng con tạo nó tạo thành một cái thói quen là con cứ để con nghe. Con ngủ lúc nào con không biết. Bây giờ con đi tìm giấc ngủ trước đi, rồi con hãy tính đến những chuyện kia. Còn bên cạnh là con là chồng con đã biết cái cách để trị cho con rồi. Thì giờ anh vẫn tiếp tục anh làm cái điều đó. Còn riêng con là con phải tìm giấc ngủ cho cô. Còn riêng Long thì chú muốn nhân cái cơ hội đến với chương trình Vợ Chồng Son này và nhìn thấy cô vợ mỏng manh yếu ớt của mình đang trong cái giai đoạn này, thì đang rất là cần một cái gì đó từ phía Long đó. Và nhân cơ hội này thì chú nghĩ là Long nên có một lời nói hay một cái hành động gì đó để mà nói với vợ mình nhân cái kỷ niệm ngày hôm nay. Đúng rồi. Đấy. Thật ra thì nhìn nói với vợ nghe. Nhìn vào mắt vợ nhá. Để cho vợ yên tâm nè.